Trưa ngày 25 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào điều trị từ ngày 24 tháng 8. Trung tâm chia làm 4 phân khu, bệnh nặng nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức, chuẩn bị ra viện. Đây cũng là tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trung tâm có quy mô 500 giường bệnh, gần 400 y bác sĩ, trong đó lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó còn có các y bác sĩ từ Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tại đây, hệ thống máy thở oxy, robot lẫn các thiết bị khác đã lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị. Đặc biệt là robot do chính bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp nghiên cứu sản xuất. Giai đoạn đầu, trung tâm sẽ tiếp nhận bệnh nhân với số lượng phù hợp để đảm bảo các hệ thống máy thở, máy theo dõi sinh tồn hoạt động ổn định. Khi trung tâm hoạt động thông suốt, thì sẽ tiếp nhận lượng bệnh nhân nặng rất lớn. Các phác đồ điều trị được làm theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.